Câu chuyện Sự tích con hổ. Ngày xưa, ở trên trời có một người khỏe lạ lùng. Những việc rời núi lấp biển, đội đá bẻ cây, ông làm băng băng, không một ai bì kịp. Ông còn có tài thần thông biến hóa, vượt xa nhiều vị thần trên thiên đình. Đặc biệt, ông có hai vành tai dài và rách, vì lúc nhỏ ông thường dùng hai tai cho nhiều người móc vào mà đu, rồi xoay họ như trong chóng. Cũng vì thế người ta quen gọi ông là Phạm Nhĩ. Vốn tính nghịch và hung hăng quen thói từ hồi trẻ, Phạm Nhĩ không mấy khi ngồi yên. Ông thường hay gây sự đánh nhau với những kẻ mà ông thù ghét. Nhưng người ta đều né tránh ông, chẳng mấy ai dám đọ sức, vì đã từng có bao nhiêu anh hùng hảo hán không chịu nổi một cú đấm cây gạt của ông. Thấy mọi người đều thu tài, Phạm Nhĩ ngày một kiêu căng tự phụ. Ông cho rằng các vị thần xung quanh Ngọc Hoàng chẳng có tài nghệ và sức khỏe gì. Ông lấy làm bực mình vì danh tiếng mình nổi như cồn mà vẫn không được Ngọc Hoàng trao cho một chức vị xứng đáng. Mỗi ngày lòng kiêu căng tự phụ của ông lớn thêm mãi, cho đến lúc Phạm Nhĩ đâm khinh nhờn cả Ngọc Hoàng, tự nghĩ mình nên làm vua nhà trời mới phải. Thế rồi ông tụ tập quanh mình một số bộ hạ có sức khỏe và tài phép hơn người, thành một đội quân bất trị. Đội quân này ngày một đông, đã từng gây náo loạn ở thiên đình. Cuối cùng, Phạm Nhĩ cầm đầu đội quân của mình tiến đến thiên cung đòi hạ bệ Ngọc Hoàng để mình trị vì thiên hạ. Nghe tin chẳng lành, Ngọc Hoàng vội sai các bậc tướng lĩnh đem quân nhà trời ra ngăn chặn. Có đến 18 vị tướng, vị nào cũng lực trí thần thông, miệng thét ra lửa, tay bẻ gãy cổ thụ, chân đạp đổ núi, nhưng không vị nào đối địch với Phạm Nhĩ được lâu. Không đầy 10 ngày, chỉ còn 3 vị sống sót chạy về. Ngọc Hoàng lại sai 50 lực sĩ, người nào cũng tài ba và sức khỏe, ra chống chọi với Phạm Nhĩ. Nhưng cũng chẳng mấy chốc, ông đã làm cho bọn này nếm mùi thất bại chua cay. Quân đội nhà trời vốn đông như kiến cỏ, nhưng kéo ra bao nhiêu bị diệt bấy nhiêu, cuối cùng bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Thừa thắng, Phạm Nhĩ thúc quân tiến lên vây chặt thiên cung. Thấy thế Ngọc Hoàng hết sức lo lắng, Ngọc Hoàng vội sai bắt đầu cầu cứu Đức Phật. Nghe tin cấp báo, Đức Phật sai Chuẩn Đề đi bắt Phạm Nhĩ. Nhưng Đức Phật không ngờ Chuẩn Đề tài phép cao cường như vậy, mà cũng bị ăn đòn nặng nề của Phạm Nhĩ, đến nỗi lê lết chạy về, xiêm giáp tả tơi. Cuối cùng Đức Phật đành phải ra tay. Trong lúc Phạm Nhĩ đương hung hăng múa may chửi bới Ngọc Hoàng và bọn triều thần bất tài bất lực, thì Đức Phật đã xuất hiện. Phạm Nhĩ vội xông lên toan dùng sức đánh, nhưng không ngờ sa ngay vào túi thần của Đức Phật. Toàn thân co rúm không động tay động chân được nữa. Thế là Phạm Nhĩ bị bắt. Bộ hạ của Phạm Nhĩ như rắn mất đầu, không ai bảo ai tẩu tán khắp nơi. Trước khi ra về, Đức Phật giao Phạm Nhĩ cho Ngọc Hoàng xử trí. Ngài căn dặn Ngọc Hoàng là phải làm cho Phạm Nhĩ hối lỗi chứ đừng có giết hại. Ngọc Hoàng bèn đẩy Phạm Nhĩ xuống cõi trần để làm kiếp Phật. Trước hết, để tước sức mạnh của Phạm Nhĩ, Ngọc Hoàng sai cắt bỏ đôi cánh của ông để ông không thể bay về thiên đình làm loạn được nữa. Ngọc Hoàng còn lo Phạm Nhĩ vốn mang cốt tướng nhà trời có thể nghe hết mọi chuyện của bốn phương ngay trong giấc ngủ, mặc dù cách xa hàng ngàn dặm. Bởi vậy, để làm giảm trí nhớ của ông, Ngọc Hoàng hóa phép bắt lỗ tai của ông mỗi khi tỉnh giấc thì sẽ khép kín lại. Tuy nhiên, thể theo lời dặn của Đức Phật, Ngọc Hoàng cũng phong cho Phạm Nhĩ làm chúa tể sơn lâm. Từ khi xuống trần, tài phép của Phạm Nhĩ giảm sút đi nhiều vì không còn cánh mà bay. Mặc dù vậy, ông vẫn giữ được một sức khỏe tuyệt trần khiến cho mọi thú vật khiếp sợ, xứng với danh hiệu chúa tể sơn lâm mà Ngọc Hoàng phong cho. Cho đến nay, dòng dõi nhà ông vẫn nối nhau làm chúa sơn lâm. Ngay loài người cũng phải kiêng ông, không dám gọi tên hổ mà chỉ gọi tránh là ông 30. Vậy tại sao gọi hổ là ông 30? Đó là vì khi có người nào săn được hổ thì nhà vua có lệ thưởng cho 30 quan tiền, vì đã trừ được cho loài người một con thú hung ác. Nhưng vua cũng bắt người đó phải chịu 30 roi để cho vong hồn Phạm Nhĩ được thỏa mà không tắc quái nữa. Người xưa có câu: trời sinh hùm đã có vây, hùm mà có cánh, hùm bay lên trời.
để nhớ cuộc náo động thiên cung của Phạm Nhĩ ngày xưa. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và share video nhé. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo trên kênh Nghe Kể Chuyện Hay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.